Đây một con đầu đầu tiên của ngày mới. Đó, con cả... lạ kỳ chứ. Chở quá tay chở luôn. Tải quá trời tải luôn ha. Thậm mũi trọng cái đít lên luôn, trọng cái lái lên luôn cô chú anh chị. Bây giờ hai anh em đẩy ra ghi đi biển của chú anh chị, chắc một số mấy anh em đồng thúng ra ghi trước đó rồi. Bữa nay nó có sóng bờ nè, chắc mai chạy vô cửa lại quá, lát nữa chạy vô cửa quá. Chưa có chảy đâu chú Tám à. Rồi 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 chảy quá. Nhanh 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 nhanh. Những chiếc ghe trong đó là người ta làm nghề mành chụp đó cô chú anh chị. Mành chụp cà ná giờ sắm cũng đông không? Trước kia khoảng 5-7 năm, chục năm về trước thì cà ná không có mành chụp về bao nhiêu đâu, 1-2 chiếc rồi cô chú anh chị. Giờ thì người ta sắm cũng đông không? Tại vì làm có ăn, làm kiếm ăn được á, thì người ta đua theo mà sắm. Nghề mình chụp thì nói chung đất nước Việt Nam mình nghề mình chụp cũng thịnh đúng không chú anh chị. Từ ở ngoài Hải Phòng mà đổ vô tới Bình Thuận thì thấy mình chụp rất là nhiều, nghề mình chụp rất là nhiều luôn á chú anh chị. Dạ tờ đã đông sáng rồi. Dạ, sẵn bữa Hồ cũng xin mời cả nhà, xin mời cô chú chị em ăn cơm cùng Hồ và mấy chú cháu luôn. Dạ, giờ tới điểm câu rồi cơ cô chú anh chị. Dạ bỏ lại chỗ hôm qua luôn á cô chú anh chị. Dạ mai ông câu cũng kiếm gạo á, kiếm ăn rồi được á, giờ bỏ lại. Dạ.
này nháy nháy đây không dễ gió giông của chú anh chị. Dạ có bốn thúng rồi cũng lấy đồ cũng nhanh không cô chú anh chị, bỏ rẹt rẹt xuống à. Giờ mong lấy xong hết rồi, giờ giấy để kiếm chỗ kiếm nơi để neo câu á, cho nó bài bản á. Mấy bữa giờ chỗ đây nó cũng vắng ghê câu á, rồi có bốn thúng quằn quằn mốt mốt rồi cũng kiếm ăn được cô chú anh chị, 5-6 tâm 6-7 tâm. Dạ giờ ột sẽ tới neo dầm neo đầu tiên của ngày mới của chú anh chị. Dạ Út xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ Út xin mến chúc cô chú anh chị em có một ngày mới thật vui vẻ và mọi chuyện đều vạn sự như ý nha. Dạ Út sẽ móc hai con mờ đầu tiên, câu dầm đầu tiên coi như thế nào đây. Dạ cái chỗ ột neo đây là cũng như cái dầm sáng ngày qua ột neo kia nọ được 8-9 con vậy cô chú anh chị, cái động nó dợp luôn 9-10 con 8-9 con gì đó. Giờ ta neo lại coi mốt mốt kiếm con nào không. Ghi lưu rút bữa nay ít cá sao á, bữa nay ghi lưu rút chắc ở làng cũng ít cá này, cho nên người ta không có chạy ra lớn, người ta chạy ra nho nho à. Họ có cá nhiều là người ta chạy ra lớn của chú anh chị, người ta tranh thủ vô ta bé cá. Còn nay kia đây ta chạy nho nho à. Hôm nay có cá dợp nhỏ nhỏ rồi nó rỉa là được á, cho nó xả mồi ra. Đúng là may mắn của chú anh chị, câu có 9 giờ mấy rồi mà cũng không có bao nhiêu cá hết tội, cỡ 200 mấy hay 300 ngàn đổ lại à, 9 giờ mấy rồi thì câu cá nhỏ cũng nhờ gặp được dầm cuối cùng luôn, khi nào cũng bán được cá nhỏ không còn bán được 560 ngàn của chú anh chị. Rồi trên đường dắt vô được con cá thu rồi chạy một đoạn nó ăn được con cá nhồng nữa, ngày qua đúng là bội thu luôn, rất là may mắn luôn. Khi nọ kiếm được 2 triệu mấy của chú anh chị. Thì bữa nay không biết được may mắn như ngày hôm qua hay không đây. Đây một con đầu tiên của ngày mới. Đó, con lạ kỳ chứ. Sớm mai sớm muộn được con đầu tiên chưa kịp bỏ vô à, rớt cái chấm lại. Lạ kỳ quá. Tiếp tục lại con cá đầu tiên của ngày mới rồi chú anh chị. Con cá đầu tiên nó rớt rồi không có tính, chừng nào lên ghi à tính. Con cá đầu tiên của ngày mới, con cá đỏng này của chú anh chị. Giờ nó cũng có dấu cá thu. Giờ câu con đầu tiên này ọc sẽ móc luôn. Móc bạc ra coi sáng sớm nó ăn. Thank you.
nó lôi đi nó nhặn cái chai của chú anh chị. Nó gì cá động nhỏ nhỏ mà cũng mạnh á. Đó. Đó nhặn cái chai ghê không? Đó. Cái con này con cá động luôn quá của chú anh chị. Tục con cá động nữa. Tục một con nữa của chú anh chị. Con cá đổng nữa. Chùm đây nó có cá đổng. Do số mai nước nó còn im mới có chú anh chị, ọc lấy cục chì lớn ra, ọc cho cục chì nhỏ vô. Rồi, tiếp tục một con ở đây có chú anh chị. Cái dòng con cá đổng nó thường sức á, mà kéo lên kia là mới chắc ăn là mới tính một con lận, chứ nó càng gặt là nó cái mỏ nó mỏng. Ô con giục ta lớn nè. Con cá đổng nó có chú anh chị, đổng cái mỏ nó mỏng á, gỡ cái nhẹ ra nè, không chỉ cần kéo lên nó rảy là nó thường sức á. Dạ giờ đi chỗ khác á, cô chú anh chị, dầm sớm mai được 7 con, 6 con cá đổng, 1 con cá dợp ta. Thì hiện giờ tổng số 6 con, ột móc mờ hết con là 7 á cô chú anh chị. Bảy con cá này chắc cũng kiếm cỡ 40 ngàn á. Dạ giờ ột giờ đi chỗ khác á. Dạ dầm đây dầm câu thứ 2, ột móc cái giờ tới đây cô chú anh chị. Cá rỉ rỉ á. Ừ, đây không phải con cá của chú anh chị à. Đâu kéo lên thử nha. Nếu mà được là ột nghĩ con này không phải con cá của chú anh chị. Không phải con cá đâu nha. Không phải con cá đâu nha, không phải con cá này. Không phải con cá đâu nha, hay không? Thấy ột nói hay ghê. Một con bạch tuộc. Chắc chắn con này ột sẽ về làm một lon là chắc luôn rồi cô chú anh chị à. Dạ con này chắc con cá đổng là chắc chắn rồi cô chú anh chị. Không chạy vào đâu hết á.
Của cái giật ta. Con giật ta lớn. Con giật ta lớn. Ê, sạch nó. Đó nhiều cái nó tạc lắc thấm thấm mà nó thật cừ. Nhiều con mình nghĩ là cá đó lên không phải cừ quá. Cái giật ta lớn của chú anh chị. Cá dợp ta quá cô chú anh chị. Con gạch đỏng. Nói lộn qua lộn lại à. Nói cá đỏng thành cá dợp. Nói cá dợp thì thành cá đỏng. Cá dợp ta cô chú anh chị. Dợp ta lớn. Dợp ta lớn luôn cô chú anh chị. Sáng giờ được ít con cá đỏng ăn sáng thôi cô chú anh chị. Còn nãy giờ luôn tới giờ luôn ta cá dập ta không à. Cá dập ta luôn quá. Dập ta ăn dày dày câu cũng được. Sợ nó thương lâu lâu một con nữa chứ. Oh, cá đỏng. Sáng giờ nói 3 lần tạc lắc hết 3 lần luôn. Có túng chặt lần nào hết rồi. Cá thẩn. Cũng là cá dập ta luôn. Okay.
cá đỏng đó cô chú anh chị à. Nó chạy vô đây là cá đỏng rồi à. Đó. Hay chưa, hay chưa, hay chưa. Cá đỏng cô chú anh chị. Có lúc mà nó làm như nó chờ sẵn gì cô chú anh chị. Còn có lúc thì ngờ ngưng à. Nó nói xuống là vừa đụng đất ăn luôn à. Wow, con vật đa lớn ha. Mấy bữa giờ mà lại mới thấy lại con muốn đất đây cô chú chị. Con muốn đất con mới giờ nè. Đại dầm cuối này cái xô nó khô luôn à, nó khô rơm chứ đừng có nói ướt là thấy thấy thời gian ột chờ biết bao nhiêu chưa. Nó khô rơm coi róc luôn à. Dầm cuối dạ, số lượng cá như đây chắc cỡ 300.000 á cô chú anh chị, chắc cỡ được 300, sợ không tới 300 nữa. À, chắc cũng cỡ 300, giá cho được 300 cũng được. Dạ tại vì mấy cái chỗ này mình câu mốt mốt của chú anh chị thì có lúc nó cũng sẽ mỏn dần. Dạ giờ ột xin phép đậy cái nắp thùng lại rồi ột đi vớt thúng vô. Cái rổ mờ còn bộn nè ha. Cái rổ mờ công sao hết một nửa nữa vậy là mới có gạo. Còn cái rổ mờ mà nó còn nhiều như vậy là thơ à. Gặp động lớn không hả? Động rồi. Kiếm 6-7 tâm không? Hay hở? Con sao 5-6 tâm hay ha? Chú Tám câu giỏi ghê. Văn đâu cũng kiếm gạo hết mà. Tám. Văn đâu cũng kiếm gạo hết mà. Ủa sao con vô đó thấy gì hết trời đâu? Đóng hả? Hay hở? Hay hở? Hay hở? Hay
chín đòn rồi cả nhà, mưa lớn luôn nha, mưa đây là dầm dũ luôn nè, từ trong núi rồi, giờ này mưa núi nó mù núi trước rồi, chuẩn bị tông phía nhiệt điện Vĩnh Tăng mưa ra đây, má tây cây mưa luôn, giờ này mát mát, gió mát mát lằn rồi. Giáp núi hết rồi. Nhà máy nhiệt điện giờ nó lắp luôn rồi cô chú anh chị. Dạ, giờ đã tới chỗ bến đò để bỏ thúng cho một số mấy anh em rồi cô chú anh chị. Thì bữa nay có gió cũng có dông đồ thì không có dám đậu ở ngoài bến nữa, cho nên rồi chạy vô tông cản lại, tông chỗ mấy xuồng đổ nước lại cô chú anh chị. Tay chở luôn, tải quá trời tải luôn á, thậm mũi trọng cái đít lên luôn, trọng cái lái lên luôn cô chú anh chị. Ghê đó, người ta chở nước mặn đó cô chú anh chị, chở ra ngoài biển ta lấy nước mặn ta vô ta bơm lại cho những người thu mua, mấy chiếc rỡ thu mua á, rồi người ta bỏ đá là lấy nước mặn này đổ vô ta muối cá, ta muối bằng phi á cho nó tư, có chất nước mặn nó cầm nó không có tái con cá của chú anh chị. Đó là mấy chiếc ghe đây người ta lấy nước mặn cho ta bơm, nghe nói tới 100.000 đồng một khối nước mặn á. Dạ giờ bế giấy thúng ra ghe của chú anh chị, bế mượn cái thúng của người ta cho nó phỉ bớt, do có thúng cột sẵn ở dưới nước á, bế lấy đi luôn, hỏi mất công mở dây xích dây đồ rồi khiêng thúng khiêng đồ. Dây vô luôn. Khiêng lên biết. Bữa nay câu nhiều quá. Đó, hãy chờ nước không. Nước ngon. Để con mực lại bữa nay nhậu thiệt đó nha, không giỡn đâu. Ăn mực không? Bự không? Con à. Những con mực là con tàu hỏ với là con cái dập lớn lại nướng. Đó con tàu hỏ lớn đó. Con tàu hỏ hả? Con tàu hỏ một à. Con đó con mực, con mực. Con mực con chà bá luôn á. Để hai con dập lớn lại lần. À để con dập lớn à.
con tà hỏi là con mực nha. Ừ. Đây là nướng ăn không? Ừ. Này chắc dập béo không? Béo hả? Ừ, đây là mỡ không mà. Ừ. Nhúc không? Xuống này. Ô ghi bự rồi không? Ghi đây ghi ai bự với tẩu? Khoa chứ sao ghi vậy? Hình như dưới đó có gió hết cá mà không lên nữa không? Có nghe đèn nó lên không? Có, lên nghỉ chứ không? Lên là chín vài chục. Vài chục triệu luôn. Ồ. Thì ngon rồi ha. Canh dầu. Lại lên. À, một số cá nè. 1 2 3 lên. Lên. Số lượng cá ốc câu của chúng chị bây giờ cái đổng hai đội cá bây giờ cái đổng nó tăng 130 đó lên đến 100 lên ngày hôm nay vậy vì sao nó 5 con bự vậy này rồi sao một con bìa nó 50.000 mà cái đó 30.000 bé bán 100.000 80.000 được không? Cái này mấy con có 70 rồi. 70 là khác, giá thiệt. Rổ mua 190 rồi. Nó thiệt có ai nó lá kia đâu. 80 đi. Bán được rồi. Có, đây bán nói thiệt đâu, nói khách gì như đâu. 100.000 là 90.000 này. Đây là rửa em. Ý là bao nhiêu ký? Ba nữ 35.000. Thôi lấy 30.000 nó bị luôn. Không, không bán được thiệt luôn, không có bán chị được. Chạy ra chị thấp 100 thì bây giờ mà ý là bán 100.000 thì nhức giá à, tại vì rổ nó mua đã 90 rồi. Thì bây giờ bán nhanh mới hàng thì 30.000 thì 35 mới hàng 30 bắt đầu 100.000 không, không trả rồi. Không bán 190.000. Tại vì để nó có mấy con. Nó rổ là nó con 190.000 rồi mình lên đến 100.000. Tại vì có mấy con rồi. Rổ nó không có chờ nên mình mới bán. Dạ câu quá cô. Mới mở tiền luôn á. Cái giờ bên đây đi biếu. Dạ vàng béo rồi, dạ vàng này. Dập béo nghe. Rồi cái mốt của cô à. Rồi chị 60 luôn. Dạ không, 65 chứ. 65 mi, 4.000. Cô làm á. Được 320.000 cô chú anh chị, mà nên ồ câu được 320.000. Còn để 4-5 con cái giờ bây giờ nướng ăn. Giờ Bí xin chào tạm biệt cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị đã luôn theo dõi video ủng hộ. Giờ Bí dọn dẹp sạch sẽ đi về cô chú anh chị. Sao
6 giờ mấy không?